để nghiên cứu cái con bài Daxi này của anh ta. Nói về Richter thì ngày hôm nọ Score cũng đã có một tình huống solo kill rất hay với người chơi đi rừng bên phía TTN với vị tướng Richter này, và FTV cấm đi Richter ngay lượt cấm đầu tiên, và sau đó thì họ cấm đi Sephira. Bây giờ thì IGP Gaming hoặc sẽ phải cấm đi Daxi, và chắc chắn là họ đã cấm đi Daxi rồi ở lượt cấm thứ hai. Như vậy thì mùng 5 tháng 7 sẽ không có được Daxi ở trong ván đấu đầu tiên này, và quyết định đầu tiên của FTV là lấy Veres. Còn IGP Gaming bây giờ họ còn 2 AT, họ còn Timmy và họ còn cả Elsu. Việc cấm đi Daxi và cấm đi Sephira, cả cấm đi cả Richter nữa thì sự lựa chọn của FTV rất là rõ ràng, nhưng như những gì mà anh Dũng đã nói thì IGP Gaming không chọn con nào cả. Họ chọn trước cho mình đó là Timmy và chọn luôn Tulen dành cho khu vực đứng giữa. Vậy thì FTV có lẽ là họ sẽ quyết định lấy một trong hai vị xạ thủ có thể nói là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, đó là Hayate cùng với cả Elsu. Có lẽ sẽ có Hayate thôi, bởi vì khi mà mỡ dâng tới miệng mèo thì chẳng có lẽ gì mà mình lại không ăn nó cả. Khi mà bên phía YGP mình chọn cho mình đó là Timmy cùng với cả Tulen thì FTV hoàn toàn có thể chọn nó, nhưng đâu đó đã mất đi một con bài có khả năng bảo kê tốt để cho những vị xạ thủ đó, đó là Timmy. Nhưng đổi lại thì họ sẽ có những con bài khác, và đó sẽ là Bandu. Và có vẻ như trận đấu này bước một lần nữa sẽ chơi Elsu như những gì anh ta đã thể hiện với trận đấu trước. Chính xác là Buck sẽ lại có Elsu thêm một lần nữa. Còn với IGP Gaming thì sao? Họ đã có Timmy rồi, bây giờ họ cũng sẽ phải lấy xạ thủ. Sẽ là theo Anas hay là 2AT đây? Bởi vì nếu họ không chọn hai quân bài này thì rất có thể là trong phase cấm thứ hai, FTV sẽ cấm đi cả hai, và khi đó thì Timmy trong đội hình của IGP Gaming sẽ không có được một vị tướng thật sự mạnh nào để bảo kê và hack tiền cho vị xạ thủ mạnh đó. Rồi thì phải xem nào, có lẽ sẽ là Hayate sẽ là một phương án hợp lý, không thì sẽ chơi đó. Tôi đang nói là không thì sẽ chơi theo Anas hoặc là Lindis đi rừng cũng được. Thì quyết định của IGP Gaming sẽ là chọn Hayate. Quyết định của cả FTV cũng như IGP Gaming là để xạ thủ chọn vào lựa chọn thứ ba. Thực ra FTV không chọn Hayate xong trong cái ván đấu này cũng là một điểm lợi nhé, bởi vì họ chỉ muốn có một xạ thủ trong một đội hình thôi, và với ván đấu đầu tiên này không việc gì tự đánh mất đi cơ hội cho ván đấu tiếp theo cả, thì họ chọn cho mình đó là Elsu. Thì đâu đấy sang cái cấm chọn trong vòng đấu thứ hai, họ vẫn còn cơ hội để chọn một con bài còn lại, đó có thể là Hayate. Lượt cấm thứ hai, IGP Gaming cấm đi là Maja, FTV cấm đi là Omen, và chúng ta đang thấy tỷ lệ bình chọn chiến thắng rất cao dành cho FTV, 81%, trong khi đó phía bên kia chỉ có 19% dành cho IGP Gaming mà thôi. Những lượt cấm tiếp theo của cả hai đội đều có ý đồ rất rõ ràng. Nếu như FTV họ đã có quân bài đi đường đơn mạnh thì họ cấm đi vị trí đường đơn của đối phương với một chất tướng có khả năng đẩy lẻ cực kỳ khó chịu như là Omen. Còn với IGP Gaming, với việc là nhiều khả năng thì Elsu trong tay của Buck sẽ đi ở khu vực đường giữa, thì họ cấm đi một vị tướng có khả năng có sát thương phép và đi đường đơn tốt là Maja, rồi sau đó họ tiếp tục cấm đi Ryuma. Một sự lựa chọn hợp lý đúng không? Có nghĩa là IGP Gaming đang cấm đi những gì mà FTV đang thiếu. Với việc bớt cầm cho mình đó là Elsu ở khu vực giữa, đồng nghĩa với việc sát thương phép thuật sẽ bị thiếu hụt trong đội hình của FTV. Cấm đi Maja là một sự lựa chọn tương đối ổn. Nhưng đâu đấy thì họ lại cấm đi vào Omen và cấm tiếp vào Nakroth trong vai trò đi rừng. Cấm nốt Nakroth ở trong vai trò đi rừng. Thiếu chút nữa thì tôi cũng quên mất là kể từ ngày hôm nay thì tại đấu trường danh vọng của chúng ta, Cafeni sẽ chính thức được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên thì ở trong ván đấu này, ván đấu đầu tiên mà Cafeni có quyền được mang ra, thì cả hai đội đều đã có lẽ là đến thời điểm này thì đã là bỏ qua con bài này rồi, với việc là đã có 2AT cũng như là Elsu trong đội hình. Với những bạn nào có theo dõi giải đấu của Đài Bắc Trung Hoa thì Cafeni được sử dụng khá là nhiều rồi. Nhưng có một điểm trừ dành cho Cafeni là Cafeni phụ thuộc vào giao tranh tổng rất nhiều, và Cafeni phụ thuộc vào đồng đội rất nhiều. Nếu như không có những con bài mang tính vĩ mô như kiểu những cái chiêu cuối quan trọng kiểu như Daxi này, kiểu như Bandung này, kiểu úp vào xong combo combo, thì thực sự Cafeni mới thể hiện được sức mạnh. Còn nếu như một lối đánh đơn lẻ và giao tranh đơn thuần thì đâu đấy những tướng như kiểu Elsu, những tướng như kiểu là Hayate sẽ có khả năng tốt hơn so với cả Cafeni. Và bên cạnh đó thì Cafeni vẫn chưa xuất hiện lần nào, các đội tuyển ở Việt Nam cũng chưa biết rằng là nó sẽ có tác dụng ra sao, nên tốt nhất đánh một cách bình thường. Và quyết định của IGP Gaming sẽ là chọn Superman. Đúng là như vậy, với một ván đấu có tính chất quan trọng như thế này thì có lẽ là cả hai đội cũng chưa dám thử nghiệm ngay quân bài Cafeni này khi chưa nắm được hoàn toàn sức mạnh về vị xạ thủ sát thương to nhất 2019 này. Sự lựa chọn thứ tư của IGP Gaming là Superman. Như vậy thì họ sẽ quyết định là giấu người chơi đi rừng để chờ đợi hai sự lựa chọn cuối cùng của FTV và đưa ra một quân bài có khả năng
khắc chế lại đội hình bên phía đối phương hoặc là phối hợp tốt nhất với những người đồng đội của mình. Và hai quân bài được đưa ra là The Flash cùng với đó là Quillen. Như vậy là rất nhiều khả năng thì The Flash sẽ đi ở khu vực đường đơn để cho Elsu trong tay của Bắc chơi ở khu vực đường giữa. Đội hình của Pháp TV là một đội hình tôi cảm thấy có sự cân bằng và tôi rất thích đội hình này trong ván đấu đầu tiên của Pháp TV. Ăn miếng trả miếng, và nếu như bạn chọn nhiều con bài có khả năng sát thủ và cấm đi Nakroth rồi thì quyết định của IGP Gaming sẽ chọn cho mình đó là Murad. Murad đâu đấy khả năng tấn công và Elsu cũng được, khả năng cấu máu vào đội hình của Pháp TV cũng tương đối. Nói chung đây sẽ là một kèo cân dành cho giai đoạn đi rừng, bởi vì cả Quillen và cả Murad đều là những chất tướng farm rất nhanh. Và họ đều là những chất tướng kiểu dạng như ăn thịt ý, nghĩa là khi có điểm hạ gục 1 đến 2 điểm thì họ sẽ thực sự trở nên rất là mạnh. Còn nếu như một giai đoạn đầu trận mà êm đềm mà không có gì diễn ra thì những chất tướng sát thủ này sẽ không đem lại nhiều hiệu quả cho đội hình đến từ cả Pháp TV cũng như là IGP Gaming. Và đúng như dự đoán, quyết định của bên phía Pháp TV là Mudslide sẽ chơi The Flash và Buck sẽ chơi cho mình đó là Elsu. Trong khi đó ở bên phía bên này thì Score sẽ là người sử dụng Superman, còn Babyface lại một lần nữa đóng vai trò dã thủ cho IGP Gaming ở trong ngày thi đấu ngày hôm nay với việc cầm Hayate trong ván đấu đầu tiên này. Thường thì khi có Vitamin trong đội hình của IGP Gaming thì Babyface được đẩy lên cái vai trò đi đường đơn thay vì là anh ta hay chơi trợ thủ giống như cái đội hình trước khi mà Vitamin tham gia vào đội hình của IGP Gaming. Thực ra thì nếu như so sánh hai cái chất tướng đến từ cả hai đội tuyển thì trong giai đoạn đầu trận tôi nghĩ rằng bên phía của Fat TV có lợi hơn rất là nhiều, khả năng cầu máu tầm xa hơn, những con bài có khả năng trụ đường tốt hơn đến từ cả Veres, đến từ cả Elsu nữa. Và nếu như trong giai đoạn đầu trận mà Buck còn cầu máu được 2 đến 3 viên nữa thì thực sự Lạc Lạc sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm trong giai đoạn đầu tiên này. Sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm đến từ cả Lạc Lạc và đến từ cả Babyface nữa. Những vị tướng có lượng máu thấp và những viên viễn trình kích của Buck sẽ là rất thấm vào những vị tướng này. Babyface với kỹ năng thuộc dạng cao ở trong đội hình của IGP Gaming thì gần đây đã được đóng vai trò là những vị tướng quan trọng hơn thay vì vị trí hỗ trợ đã được Vitamin lấp vào. Và chúng ta cùng nhau đến với ván đấu đầu tiên trong cuộc đối đầu giữa Pháp TV cùng với IGP Gaming. Score ra bụi này phát hiện ra Buck và đẩy một tình huống khá đau vào người của Buck. Buck bắn trượt rồi. Có lẽ sẽ không có quá nhiều áp lực ở đây. Nhưng ban Doom và The Flash tới, một phát bắn nữa quá đau dành cho Vitamin. Vitamin đã có một tình huống di chuyển mà không phát hiện ra Jack cùng với đó là hình như là Mudslide, đúng là như vậy, và anh ta đã bị cấu máu rất nhiều. Vitamin mới là người nên cẩn thận ở đây. Dính viên viễn trình kích này đó là Babyface, mặc dù đã có được cấp độ 2. Quyết định của bên phía IGP Gaming cũng sẽ đẩy Hayate ra khu vực đường giữa và đẩy ngược tu len của Lạc Lạc xuống để đấu đầu với Mudslide. Như vậy gần như là không có cái sự đổi đường nào quá nghiêm trọng khi mà hai pháp sư gặp hai pháp sư, hai xạ thủ gặp hai xạ thủ ở đây. Score cùng với cả Xanh, nhưng Score mà đẩy sai thì chắc chắn Xanh là người có lợi hơn. Và chưa kể khi mà Superman tấn công vào Veres, Veres có rất nhiều chiêu thức khống chế để có thể cầm chân vào Superman. Buck lại một lần nữa di chuyển sang cái bụi này, nhưng có vẻ là tình huống di chuyển này đã bị bắt bài. Cú bắn tiếp theo cũng bị bắt bài bởi Vitamin, và bởi vì thế mà anh ta lách nhẹ đi, né cho mình sát thương đến từ viên viễn trình kích đó. Với Babyface thì sự cơ động của Hayate sẽ cho phép anh ta né đi những phát viễn trình kích bằng cú ảnh biến hay thậm chí là cú đi bộ của mình. Rất là dễ dàng cho Babyface thôi, kèo này sẽ không có quá nhiều khó khăn dành cho Hayate. Chưa kể là Hayate không dùng cho mình đó là năng lượng nữa. 70 độ năng mỗi lần sử dụng kỹ năng của anh ta sẽ đủ để cho anh ta trụ được. 5 tháng 7, mùng 5 tháng 7 lao vào rừng đối phương, sau đó tàng hình để biến về. Và người thấp máu nhất ở đây đang là Vitamin. Ki đã tích đủ 4 số để tung ra ảo ảnh trảm, nhưng không có ai là mục tiêu cả. Ở đây thì mùng 5 tháng 7 đang bị truy đuổi, mỗi bên có 4 người. Score tới từ cánh trên, và đây sẽ là một tình huống lợi thế về người dành cho IGP Gaming. Mudslide thấp máu nhưng chưa ai phải nằm xuống cả. Bây giờ thì Xanh cũng xuống, nhưng có lẽ là giải tán đám đông rồi. Và ở hang rồng này thì Pháp TV sẽ là những người có được lợi thế. Một pha ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn, đúng không? Khi liên tục các mục tiêu, các thành viên từ cả IGP và Fox Gaming trả đòn nhau, trao đổi kỹ năng với nhau. Và may mắn sao là hai phát bắn của Buck trong pha đó nó trúng, và nó tạo ra được một áp lực rất lớn dành cho IGP Gaming phải lui về. Nếu như pha đó lượng sát thương của Buck không được tối đa hóa như vậy, chắc chắn IGP Gaming sẽ càn lên với việc họ có rất nhiều sát thương ở phía đằng sau. Hơn 2 phút đã qua của trận đấu và chưa có bên nào thật sự tỏ rõ ưu thế. Với việc có Timmy trong đội hình thì IGP Gaming cũng đang farm tương đối tốt ở đây. Jack bị bắt, còn Ki thì đang ăn rồng một mình. Jack rất thấp máu rồi, chỉ còn lại một vạch mà thôi. Con rồng đầu tiên này nhiều khả năng sẽ dành cho bên phía của IGP Gaming. Không có tầm nhìn ở đây, nó sẽ không giúp cho Pháp TV có thể lao vào và tấn công một con rồng đó. Thậm chí trong vào đó Mudslide còn phải trụ
những con lính ở trong cái khu vực trụ của anh ta nữa, nên không thể tham gia vào cướp cái con rồng kia. Và con rồng đầu tiên thuộc về cho ICP Gaming, Lạc Lạc sẽ an toàn. The Flash không có đủ tuổi ở trong giai đoạn này để có thể hạ gục được Tulen có tốc biến ở trên đầu. Chúng ta nhìn thấy là Tulen của Lạc Lạc còn đang hơn The Flash của Mudslide tương đối nhiều tiền, khoảng cách 500 tiền so với một vị trí đi cùng đường với nhau ở phút thứ 3 thế này là tương đối lớn. Ki ở đây, xanh hãy coi chừng, anh ta đã có thể tung ra được ảo ảnh chạm rồi. Quyết định của Ki sẽ là tấn công vào con rơi quỷ này. Trận đấu này vẫn rất an toàn cho cả hai bên, đang tập trung farm. Và khi cảm thấy nguy hiểm thì có vẻ như cả IGP cũng như FTV sẽ lùi về ngay lập tức. Và ở giai đoạn cấp 4 này nữa, IGP có lợi hơn rất nhiều với pháp trận thần kỳ của Vitamin. Vitamin không kịp bật phát trận thần kỳ trong pha này và chiến công đầu dành cho mùng 5 tháng 7. Có lẽ tôi nói sai rồi, có lẽ tôi nói sai mất rồi. Và không hiểu sao Vitamin anh ta còn không bị dính hiệu ứng khống chế cơ. Có lẽ anh ta đã quá tự tin vào việc cú tốc biến của mình sẽ giải thoát cho mạng sống của anh ta. Nhưng câu trả lời là không. Và khi Vitamin mất đi cái mạng điểm hạ gục như vậy thì chắc chắn FTV đã có được một lợi thế đầu tiên. Ở khu vực đường trên này thì xanh đã bị hai lần đẩy và anh ta sẽ phải đi về nhà. Nhưng một tình huống kéo rất tốt đến từ Veres đã khiến cho lượng nộ của Superman không được đầy đủ để tung ra cú đẩy cuối cùng và xanh trở về nhà với một lượng máu đỏ. Ở đây thì con bùa xanh đã bị Jack cướp hay sao, khi mà tôi đang nhìn thấy là con bùa xanh nằm dưới chân của người chơi hỗ trợ bên phía FTV. Bị cướp đến từ cái địa chấn của Jack. Với những lượng sát thương cuối cùng, một cú hất rất đẹp mắt để có thể cấu máu, và Vitamin bị cấu máu và Ki cũng bị cấu máu nữa. Buck đang chơi rất khéo ở khu vực đường giữa. Trong khi đó thì Mudslide phải bật cho mình lốc sân không để tránh đi một tình huống solo kill bởi Lạc Lạc. Jack cùng Buck và cả mùng 5 tháng 7 nữa cũng đã xuống đây rồi. Tuy nhiên thì Lạc Lạc cũng đã phát hiện ra điều đó và lính cũng không ở một thế thuận lợi để cho FTV có thể tấn công vào cái trụ đầu tiên khu vực đường dưới này. Nhưng ý định của họ sẽ chuyển sang con rồng khi không thể tấn công vào trụ đầu tiên khu vực dưới. Và đây sẽ là một ý định tương đối mạo hiểm, vẫn giữ được rồng đến từ mùng 5 tháng 7. Những câu trả hỏi là có về được hay không khi mà score lại một lần nữa xuống, nhưng vẫn về được một cách cực kỳ nhanh đến từ ba thành viên bên phía FTV. Jack đã có một pha đẩy rất tốt khi mà họ bị chặn đứng từ score, họ không có đường lui về, thì đó là cú vật tổ tất và nó hất ngược Superman ra phía đằng sau, phá hủy đi cái thế gọng kìm mà bên phía IGP Gaming tạo ra. Khu vực đường trên, Jack tiếp tục đẩy lính lên và hoàn toàn đội hình của bên phía IGP sẽ phải lui về. Ki rất được ngược ra đằng sau và anh ta không bị cú địa giam bắt lại. Một tình huống giật bóng khá khéo đến từ Ki, và ở đây xanh đang bị quay bởi ba người ảo anh chạm cực kỳ nhiều sát thương và xanh nằm xuống rồi. Một đều về điểm hạ gục dành cho cả hai đội sau hơn 5 phút thi đấu. Sao nữa nào, 5 tháng 7 ở đây, nhưng score đang muốn vòng ra đằng sau, anh ta đẩy được một lần rồi. Đẩy lần thứ hai chăng đây, Vitamin đang tới mùng 5 tháng 7, đang tàng hình phải lùi về. Trong khi đó thì ở khu vực đường giữa, Jack cùng với Buck đang tấn công vào Bayfet có thể lùi về. Còn trụ đầu tiên trong bàn đấu này thuộc về ICP Gaming ở khu vực đường trên. Tiếp, đẩy tiếp nào. Hất ngược được Vitamin về và băng tới chém từ đằng sau đến từ mùng 5 tháng 7. Nhưng còn pháp trận thần kỳ đến từ Vitamin không? Không còn pháp trận thần kỳ và Vitamin thêm một lần nữa phải nằm xuống. Ở đây thì Mudslide giật lại được ngược về sau khi hạ gục được Babyface. Tuy rằng đang ít người hơn nhưng ICP Gaming vẫn tiến lên và họ có được một điểm hạ gục của Buck. Nhưng rồi sao? Rồi họ mất đi hai người. Quét giờ dành cho FTV và một cú viết chinh kích lọt khe rất đẹp của Buck để hạ gục được hai gia tê ở phía đằng sau. Có vẻ như IGP Gaming hơi tham khi họ dấn quá sâu vào để bắt được cái mạng của Buck. Và sau đó thì sao? Sau đó là ép góc đến từ xanh, ép góc đến từ 5 tháng 7 và một pha lật kèo thành công của FTV. Họ có một cú quét giờ ngay trước mắt của IGP Gaming và bây giờ họ sẽ lấy được mạng của Vitamin, lấy được cái trụ ở khu vực đường dưới này. Vitamin đang chơi rất ẩu với những tình huống liên tục phải nằm xuống mà chưa kịp bật pháp trận thần kỳ. Vừa rồi thì anh ta mất đi pháp trận thần kỳ ở đường dưới, nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả khi mà cái trụ đầu tiên khu vực đó cũng đã rơi vào tay của mùng 5 tháng 7 cùng những người đồng đội của mình. Và con rồng thứ 3 trong ván đấu này thì nó cũng đã xuất hiện. Và mùng 5 tháng 7 lại một lần nữa là người đi rừng nhanh hơn ở khu vực này và sẽ lấy thành công con rồng tiếp theo dành cho FTV. Murat dường như đang di chuyển chậm chân hơn so với 5 tháng 7 một bước. Bởi vì dù sao 5 tháng 7 đang lên cho mình đó là cái giày Hermes, anh ta chạy rất nhanh trong những giai đoạn này để có thể tiếp cận vào mục tiêu. Chưa kể điểm hạ gục của anh ta đang xanh nhất đội nữa, 302. Có lẽ với những lần chém của Elsu từ đằng móc lốp đằng sau sẽ thực sự là một vấn đề dành cho Hayate, Lạc Lạc, thậm chí cả Ki nữa. Mudslide băng ra muốn ám sát, cú bắn viễn chính kích rất đau đến từ Buck và Bayfet chắc chắn là phải về nhà trong pha này. Lạc Lạc cùng Vitamin sẽ là những người phải ở đây để phòng ngự khu vực đường giữa này. Như vậy thì FTV có khoảng trống và họ đang tham minh con bùa xanh của đối phương hay chăng, khi mà ba thành viên này đang tiến tới đây, mùng 5 tháng 7 cũng tới để sẵn sàng hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Mặc dù lượng tiền thì chỉ tranh nhau mấy trăm mà thôi, nhưng chúng ta thấy được rằng là thế trận
và những bước di chuyển thì Pháp TV đang trên cơ khá nhiều so với IGP Gaming. Đau, những phát bắn của Bắc bây giờ đang thực sự đau cho bên phía của IGP Gaming. Anh ta sắp lên cho mình đó là cái kiếm pháp Nia nữa. Có lẽ một pha vẽ trình kích sẽ đủ để kéo 1/3 máu bất cứ một thành viên nào. Một viên nửa bình dành cho Kỳ. Kỳ sẽ cảm thấy rất thốn với những viên viễn trình kích như vậy đến từ Bắc. Có lẽ không chỉ là Kỳ đâu mà cả đội hình này từ bên phía của IGP Gaming. Khi tôi chưa thấy có quá nhiều chống chịu ở bất cứ một thành viên nào cả, đến cả score cũng như là vitamin nữa. Muslai băng vào với lốc chân không địa giam được một người, đó chính là vitamin. Bây giờ thì IGP Gaming có 4 người ở đây nhưng họ mất đi cái trụ đầu tiên khu vực này rồi. Pháp trận thần kỳ được bật lên, có vẻ như nó là hơi sớm, score tới đẩy. Tuy nhiên thì Pháp TV lượng máu của họ vẫn là đủ đầy, trong khi đó thì thời gian được tạo ra, khoảng trống được tạo ra ở khu vực đứng trên, và xanh lấy đi cái trụ ngoài cuối cùng của bên phía IGP Gaming trong ván đấu này mùng 5 tháng 7 bị chấm dứt bởi những pha đẩy đến từ score lạc lạc tới từ bên hông. Rách thấp máu và là người thứ hai phải nằm lại bên phía Pháp TV ở trong tình huống tấn công vào khu vực hang con bùa đỏ này. Một pha tấn công mà Bức phải đứng ở phía bên ngoài vì cái hang bùa đỏ đã chặn anh ta và cũng hết đạn mất rồi. Không thể tham gia vào pha giao tranh, hơi đáng tiếc khi Bắc không bắn được một viên nào trong pha giao tranh vừa rồi. Và phải nằm xuống hai người khi 5 tháng 7 và Jack đã dùng quá nhiều kỹ năng để lao vào cướp con bùa đỏ. Nhưng cướp không thành công và dẫn tới kết quả ngược rằng họ đã phải nằm xuống. Đây cũng sẽ là thời điểm giúp cho IGP Gaming có được một cái giai đoạn đẩy được ngược lính trở lại, tránh trường hợp bị càn vào nhà quá sâu. Họ mới chỉ mất đi hoàn toàn dàn trụ ngoài mà thôi, những cái trụ thứ hai ở trong đường của họ vẫn đang an toàn tuyệt đối. Thua thiệt về điểm hạ gục, thua thiệt về trụ, thua thiệt về rồng. Tuy nhiên thì lượng tiền mà IGP Gaming có được chỉ thua Pháp TV khoảng rất ít ỏi mà thôi. Chỉ khoảng 300 đến 500 tiền mà thôi. Lạc lạc cùng Mustlai. Mustlai là người thấp máu hơn nhưng mùng 5 tháng 7 tới từ đằng sau. Lạc lạc mất đi quyền trượng Rea. Kỳ tới hỗ trợ nhưng là không kịp. Mùng 5 tháng 7 vẫn hạ gục được lạc lạc trong pha này. Kỳ như còn giật về. Anh ta hình như còn giật về trong pha vừa rồi, quyết định là thôi không giúp. Đằng nào mình bạn cũng phải chết rồi. Nhưng với việc như vậy thì đội hình của bên phía Pháp TV sẽ có một cái thế đẩy đường rất cao. Và đồng thời họ sẽ xử luôn con rồng bạo chúa Kratos ngay gần trước mắt của họ. Họ cũng tiện đường công tác và lấy luôn con bùa xanh của đối phương. Địa giam đặt ra lần này nó không trúng. Vitamin đang bị bắt lại bởi Mustlai. Một lần nữa thì lốc chân không được bật lên. Con rồng bạo chúa còn 5.000 máu. Kỳ hạ được Mustlai nhưng rồng bạo chúa dành cho mùng 5 tháng 7. Và quyền năng hắc ám thì nằm trên người của Willen. Bắn quá đau đến từ Bắc. Bởi Fred mất nửa cây trong pha đó. Quá rát luôn. Và có lẽ khi lên cho mình thêm món đồ xuyên giáp đến từ một cái món đồ có lẽ kiếm Uramasa nữa, thì những phát bắn của Bắc sẽ cực kỳ đau trong những pha này. Score đang thấp máu này rồi, và không thể tạo ra được một tình huống đẩy có lợi thế dành cho đồng đội của mình giống như cách anh ta làm được ở trong hang con bùa đỏ ở ít phút trước đây nữa. Thời điểm này thì Pháp TV lượng tiền của họ đã chênh lên tương đối nhiều rồi, khoảng cách đã được nâng lên khoảng 2.000 tiền sau khi họ có được con rồng bạo chúa và có được những con bùa, những con quái rừng của nhà đối phương. Lượng tiền của Vered trong tay của xanh đang là một con số rất cao, 8.000 tiền, nó chênh hơn với người nhiều tiền nhất là lạc lạc, thậm chí 1.000 tiền. Tính trung bình mỗi người đang có 3.5 món. Thì tôi đang thấy xanh sắp có 4 món rồi. À, anh ta sắp có 5 món rồi. Anh ta đang hơn hẳn 1 món rồi bên phía đối phương. Và tu lên nằm xuống trong vòng 1 nốt nhạc. Lạc lạc bốc hơi lốc chân không đến từ Mustlai. Và bây giờ thì IGP Gaming sẽ phải phòng ngự thế nào đây, khi mà Babyfest cũng không có lượng máu đầy đủ và chỉ cần dính một viên viễn trình kích thôi thì chắc chắn là sẽ phải về nhà để hồi phục. Và thậm chí là còn có thể nằm xuống với những tình huống băng vào nữa. Kỳ cũng mất đi nửa cây và Murat trong thế này thì làm sao mà băng ra để có thể phòng ngự được. Làm gì có cái gì để mà tích nội tại đâu. Đã có cho mình kiếm Muramasa. Và bây giờ có lẽ một viên sẽ khiến cho Ki chỉ còn 1/3 máu rồi, chứ không còn phải là nửa bình máu như trước nữa. Những phát bắn của Bắc đang thực sự thốn và bóc lốp một lần nữa. 5 tháng 7 hạ gục được Ki. Mùng 5 tháng 7 đánh Quillen cũng đang rất mượt với những tình huống băng vào từ đằng sau và ám sát đối phương một cách rất nhanh gọn. Và bây giờ thì chỉ còn lại một cái trụ ở khu vực đường trên là cái trụ 2 mà bên phía IGP Gaming còn sở hữu mà thôi. Và mục tiêu của Pháp TV thì lại đang là cái trụ đường lính siêu cấp đầu tiên của họ ở khu vực đường dưới này. IGP Gaming vẫn đang rất nỗ lực để có thể phòng ngự. Tuy nhiên thì ở thời điểm này Pháp TV cũng đã hơn đối phương tương đối nhiều rồi. Tương xuyên và thành kiếm thảm đó chém hai phát thì đúng là lạc lạc đi thật. Lạc lạc chưa có một món đồ trong phòng thủ nào quá hiệu quả cả. Anh ta mới có một cái quyền trượng Rea, nhưng quyền trượng Rea cũng phải có thời gian hồi chiều nữa cơ, nó sẽ không giúp cho anh ta trụ được lâu. Và Ki bây giờ đang thực sự khó khăn khi hai lượng sát thương chủ lực đến từ bên phía Pháp TV là một con số lớn. Quillen bây giờ có lẽ một chém thì cũng đến điểm hạ gục của Ki. Một pha viễn trình kích đến từ Bắc cũng đủ để tiễn cho Ki phải biến về nhà khi anh ta không trụ nổi quá hai phát bắn.
Và bây giờ khi đã có phức hợp kiếm trên tay, với một đội hình không có dàn thủ đến từ bên phía của IGP Gaming, họ sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Và đặc biệt ở cái thế này thì gần như Ki phế hoàn toàn khi anh ta sẽ không có những pha ảo ảnh chạm đẹp mắt trong các pha giao tranh. Rất khó chơi đến từ Murat trong một thế phải phòng ngự như thế này. Còn với Quillen thì trong một thế mà những người đồng đội của anh ta tiến lên lấy được tầm nhìn và tạo khoảng trống cho 5 tháng 7 móc lốp thì anh ta đang chơi cực kỳ hiệu quả. Trong khi đó thì những viên viễn trình kích của Buck vẫn luôn là một thứ áp lực vô hình lên đội hình của IGP Gaming. Không, nó cũng nhiều hình lắm. Nó cũng cực kỳ nhiều hình, không phải vô hình ra. Bây giờ đứng một mình đứng trước mặt này, bắn một viên này là kéo một ông đi về luôn này. Lạc Lạc đang cố gắng đẩy ở khu vực trên. Có lẽ IGP Gaming nên bỏ đi cái trụ phía bên ngoài này và thủ ở cái trụ trong. Ki sẽ phải đi về nhà sau khi ăn một viễn trình kích. Và kể cả Ki có hồi máu xong ra thì cũng không có quá nhiều tác dụng với Murat mất đi pháp trận thần kỳ rồi và vẫn phải nằm xuống đến từ Vitamin. Score cố gắng đẩy, đẩy khá tốt nhưng không có sát thương bồi vào. Ki băng ra làm gì? Ki băng ra để rồi mất máu và phải lùi về và cũng chẳng giải quyết được gì cả. Trong khi ở đường dưới thì Xanh hạ gục được score và vẫn còn hai con lính. Như vậy thì chắc chắn là sẽ có đường lính siêu cấp đầu tiên dành cho bên phía của FTV. Con rồng tiên phong vẫn còn, đợt lính thì đang đẩy lên. Họ sẽ có hai đường gần như là cùng lúc với nhau. Ba, thậm chí là ba đường lính siêu cấp trong một vài giao tranh. Và có lẽ trận đấu này sẽ kết thúc ở đây, khi mà FTV đang mạnh hơn so với IGP mình rất rất nhiều. Và đây sẽ là chiến thắng đầu tiên của FTV. Có thể nói Elsu đang là một trở ngại cực kỳ lớn, trong khi nó nằm trong tay của Buck. Những phát bắn của anh ta có độ chính xác rất cao. Giai đoạn đầu trận như kiểu Buck đang kiểu thể hiện rằng tôi chơi Elsu không giỏi lắm đâu. Nhưng cho tới những cái phút thứ 5 và những phút thứ 6, sau khi một món đồ lớn của Elsu được lên, thì những phát bắn của anh ta thực sự quá thốn cho cả đội hình của IGP. Cấm tiếp là Sephira. FTV có muốn cấm Darcy không? Hay sẽ thả Darcy để nếu đối phương lấy thì mình có hai quân bài khác, còn nếu đối phương không lấy thì họ sẽ có Darcy. Và như vậy là họ vẫn quyết định cấm đi Darcy. Hợp lý không? Cấm chọn hợp lý không? Và bây giờ ngay khi IGP Gaming có cho mình Richter thì FTV sẽ để dành con bài Hayate trong sự lựa chọn thứ 3 của mình và chọn trước hai con bài khác. Tính đi tính lại thì FTV sẽ lợi hơn rất là nhiều trong lượt cấm này. Cũng rất hợp lý, và có lẽ là IGP Gaming cũng biết được điều này nên họ đã cấm đi liền một lúc hai vị tướng hỗ trợ gần như là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, khi mà Bandung thì FTV cũng đã chơi trong ván 1 rồi, vì biết được rằng là đối phương chắc chắn là sẽ hướng tới Hayate. Và hai vị tướng đầu tiên đúng như những gì mà anh Huy đã dự đoán thì sẽ không có Hayate, bởi vì lấy ở lượt thứ 3 thì cũng không ảnh hưởng gì cả, bởi vì IGP Gaming thì không thể lấy được vị tướng này nữa rồi. Và họ lấy đi Omen cùng với đó là Tulen. Còn IGP Gaming sau khi có được Richter thì họ lấy luôn Lindis ở vị trí đi rừng. Và Lạc Lạc thì đang cầm Veres với lựa chọn khóa vào thứ 3 mà IGP Gaming có ở trong phase lựa chọn đầu tiên này. Lindis à? Lindis cũng được, cũng tương đối, không phải thực sự quá mạnh trong meta hiện tại, nhưng Lindis sẽ là một con bài tương đối dành cho bên phía của IGP Gaming. Nhưng đổi lại thì họ đang có hai cánh rất mạnh. Hai cánh này sẽ rất là mạnh về cả khả năng càn quấy cũng như là khả năng sốc sát thương, sốc đam hay thậm chí là đẩy đường đến từ cả Veres cùng với cả Richter. Trong trận đấu này họ sẽ khóa vào cho mình đó là Lindis, nhưng có một điểm bất lợi rằng họ đang tự cấm của mình đi hai con bài trợ thủ. Thì lượt cấm tiếp theo của FTV sẽ có thể nhắm thẳng vào vị trí trợ thủ của IGP Gaming. Và đây, Cafeni lần đầu tiên sẽ được xuất hiện trong đội hình của FTV. Không như những gì mà chúng ta dự đoán thì Hayate không xuất hiện, mà FTV lấy Cafeni ở trong lượt lựa chọn thứ 3 của mình ở trong ván đấu thứ 2 này. Và IGP Gaming sau khi thấy rằng FTV đã có Cafeni thì họ tiếp tục cấm đi trợ thủ, khi mà FTV cũng chưa có trợ thủ. Đã có tổng cộng 3 vị trợ thủ bị IGP Gaming cấm đi rồi. Mình sẽ tự cấm trợ thủ của mình luôn này. À nhưng không sao, đâu đấy thì Richter đi trợ thủ cũng được. Richter có thể đi được trợ thủ. Và nếu như IGP cấm nốt thì sẽ mất đi rất rất nhiều những trợ thủ hợp trong trận đấu này. Và bên này cấm tiếp ba Doom cũng hợp lý thôi, bởi vì FTV lấy ba Doom ở trong ván đấu trước rồi. Và vậy đây là một cuộc tổng tấn công vào trợ thủ đến từ cả hai bên, đặc biệt là IGP Gaming cấm rất nếu, cục với Lumber. Nếu trận đấu này FTV mà chọn trợ thủ trước dạng như là Thên thì sẽ có thể ép được tiếp vào trợ thủ của bên phía IGP Gaming. Nhưng đâu đấy tôi đang cảm nhận rằng là IGP Gaming đang muốn đưa Richter xuống vai trò trợ thủ với việc cấm chọn rất là rõ ràng như thế này. Nhưng không sao, FTV còn đó những con bài khác dạng như kiểu là Crash, Alice vẫn còn. Ở đâu đấy đem một con bài cũ hơn, có thể là Oma, hoặc thậm chí có một con bài này cũng khá là hay là Peina trong các đội hình theo cái thiên hướng giao tranh tổng.
Payna để bảo trợ cho một trợ thủ là Gress. Tốt, nhưng cuối cùng sẽ là Gress dành cho FTV. Câu trả lời cho việc cấm đi tới 4 trợ thủ mà IGP Gaming đưa ra câu hỏi dành cho bên phía FTV. Và IGP Gaming thì họ cũng có thêm những vị tướng mà anh Trương Huy cũng vừa nhắc cách đây ít giây mà thôi. Cũng phải thôi, đây là những vị tướng mạnh, gọi là tier 2, tier 3 sau khi những vị tướng tier 1 bị cấm đi rồi. Cấm hết rồi. Cấm hết rồi. Và như vậy Richter sẽ đi đường. Và bây giờ tôi đang xem đường giữa là cái gì. À, và như vậy thì có vẻ như IGP Gaming sẽ chơi hơi dị một tí khi họ sẽ để, tôi nghĩ rằng Veres sẽ đi đường giữa trong trận đấu này. Veres là vị tướng thích hợp nhất để đi đường giữa trong bộ ba đấu sĩ Richter, Veres cùng với Rossi rồi. Và Lạc Lạc thì cũng đã cầm Veres ở đấu trường danh vọng của chúng ta rồi. Và đâu đó thì Lạc Lạc cũng có một KDA tốt, tuy nhiên thì kết quả thì IGP Gaming vẫn thua. Nhưng một đội hình cũng tương đối dị của bên phía IGP Gaming, và chúng ta sẽ xem là nó sẽ phát huy hiệu quả như thế nào. Trong khi đó thì còn một quân bài nữa, một quân bài đi rừng đến từ FTV sau khi mà Lindis cũng đã được IGP Gaming lựa chọn từ rất sớm rồi. Có muốn lấy một vị tướng theo kiểu là sát thủ nữa không? Khi mà trước thì mùng 5 tháng 7 đã chơi Quillen rất thành công, nhưng câu trả lời của mùng 5 tháng 7 là không, với việc cũng lấy thêm một đấu sĩ nữa trong đội vào đội hình của FTV là đấu sĩ ở khu vực đi rừng. Để mà nói là thích đội hình là hơn, tôi đang thích của FTV hơn. Bởi vì thứ nhất, IGP Gaming đang có rất nhiều sát thương đánh gần, có nghĩa là theo kiểu hồ lốn lao vào ấy, thì Crest và Wonder Woman là hai con bài tuyệt vời để có thể ngăn cản lại điều đó. Thủy thần đẩy ra này, Wonder Woman làm choáng này, mà cái kiểu làm choáng của hai vị tướng này là theo kiểu hàng dọc kiểu phía trước ấy, thì nó hoàn toàn có thể khắc chế được tốt của Richter hay là Veres hay là Thane hay thậm chí cả Rossi có thể lao vào nữa. FTV sẽ chỉ cần bảo kê tốt cho Kiran, nghĩa là vòng vây xung quanh Wonder Woman phía trên hoặc Crest phía dưới đẩy hai đầu ra là hoàn toàn có thể bảo kê, và Caffeine có thể xả đi cái cú chiêu cuối của mình. Cái bão đạn của cô nàng này có thể được tung ra. Kiran được tung vào sân để đánh Caffeine cho lần đầu tiên của cô nàng này trong đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 của chúng ta. Và hãy chờ xem là với lần đầu làm chuyện ấy thì Kiran sẽ làm như thế nào với một đội hình khá tốt đến từ FTV. Còn IGP Gaming thì họ có một đội hình với nhiều chất tướng mạnh, tuy nhiên thì khả năng kết hợp với nhau của những vị tướng này là như thế nào thì chúng ta còn cần phải chờ đợi xem ở trong ván đấu thứ hai này. Nói chung là đội hình này thì sẽ rất là trâu. Cái mà tôi nhìn thấy họ sẽ rất là trâu vì bản thân nội tại những con tướng mà IGP đang có nó cũng cực kỳ trâu rồi. Nhưng có một điểm trừ rằng là sẽ không có sát thương phép. Sát thương phép sẽ chỉ đến đâu đó từ những cú đốt của Rossi thôi. Những lượng sát thương đó sẽ không đủ quá nhiều để trở thành một lượng sát thương chủ lực trong đội hình này. Và sát thương chủ lực nó sẽ nằm trong tay của Lindis. Và họ sẽ phải cần nuôi cho Ki thực sự là xanh xao nếu như họ muốn thắng đi trận đấu này, một trận đấu họ all in vào người chơi đi rừng. Và họ cũng phải cần bảo trợ cho Ki cực kỳ tốt, bởi vì những chiêu cuối giáp tay thần kỳ hay thủy thần của FTV có thể bắt cứng được Ki bất cứ lúc nào mà anh ta có một vị trí không đẹp. Tiếp tục là những bước di chuyển đầu tiên khi mà IGP Gaming đã chiếm được bụi cỏ này. Ki cũng đã ở gần đây và muốn tiến thẳng sang bùa xanh của bên phía đối phương. Ở đây thì có Kiran cùng mùng 5 tháng 7 đặt ra chiêu thức đến từ Ki với ý đồ là cướp băng vào đến từ Score, hất tung được hai người nhưng đang bị kẹt lại bởi bốn thành viên bên phía của FTV. Score thấp máu, Vitamin cũng mất cho mình luôn cả hồi phục rồi. Kiran đang được bắn liên tục, bấc cũng rất thấp máu, Ki cũng bắn, và ai phải nằm xuống trước đây. Vitamin thấp máu quá, Lạc Lạc cũng vậy. Kiran đang truy đuổi và chiến công đầu dành cho Caffeine trong lần đầu tiên xuất hiện tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2019. Caffeine cầm tốc hành và trong vào tranh hỗn loạn thì những cú đại liên, những cú pháo lịa, cú súng liên thanh của Kiran sẽ có rất nhiều lượng sát thương để dồn thẳng vào một mục tiêu. Và Score sẽ phải đi về trong pha này. Và thậm chí trong pha tranh vừa rồi có một cái cú quẹt đến từ Jack rất đẹp, nghĩa là nó đẩy hai người chơi phía bên kia bị tụt lại ra phía đằng sau, và nó câu thêm thời gian cho FTV có thể tiếp tục nhả sát thương trong pha giao tranh đó. Những pha tranh đánh theo dạng đông người và hổ lốn như vậy sẽ cực kỳ phù hợp với Caffeine. Nghĩa là Caffeine không cần chọn mục tiêu, anh ta cứ đứng bấm 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 cái nút bắn thường thôi là lượng sát thương sẽ nhồi vào đúng một mục tiêu đứng gần anh ta nhất mà thôi. Lại muốn cướp rừng đến từ Babyfet cùng với Lạc Lạc, nhưng lại một lần nữa thì FTV lại phát hiện ra Babyfet vẫn cướp được con bùa đỏ này của đối phương. Nhưng câu hỏi là có về được hay không khi Mudslide đang quật liên tục. Mùng 5 tháng 7 cũng đã tới rồi, đang liên tục có nội tại, Jack cũng đang ở đây. Nhưng cuối cùng thì lần này Babyfet là người thành công với việc cướp được rừng của đối phương rồi quay trở về được đến nhà. Ba lô lửa giúp cho anh ta có nhiều khả năng chống chịu khi tạo thêm được một lớp giáp trong pha tranh vừa rồi. Và với việc Babyfet cầm thêm phép bổ trợ là trừng trị, anh ta hoàn toàn có thể xâm lăng vào rừng của bên phía đối phương.
và Vitamin. Anh ta lùi được không nào? Vitamin vẫn lùi được và Must Line thì cũng vẫn lùi được. Rất nhiều sự cam go trận đấu này khi có vẻ như ISV Gaming muốn chơi theo phong cách gọi là chủ trương tấn công bên phía đối phương. Mặc dù có thua giao tranh trong trận đấu đầu tiên, nhưng họ vẫn tiếp tục sang rừng của bên phía đối phương và cướp rừng thành công của 5 tháng 7. Wonder Woman hiện tại mới chỉ có cấp 3 mà thôi. Trong khi đó thì Lindis đã có được cấp độ 4, mặc dù cũng chỉ có duy nhất một con bùa ở trong phần đầu của ván đấu, khi mà tôi cũng nhìn thấy là con bùa xanh của bên phía ISV Gaming cũng nằm trên trong dưới chân của Babyface. Và chỉ có một con bùa đỏ được ăn của Ki ở trong những phút giây đầu tiên mà thôi. Ở đây thì con rồng hắc ám đang được kiểm soát bởi các thành viên bên phía ISV Gaming, nhưng FTV đang là những người có nhiều người hơn. Ở đây rồng hắc ám được kéo ra rất xa và có lẽ là nó sẽ quay trở về. Không, nó được ăn đi bởi Babyface và đánh nhau rất to ở đây. FTV mất 3 người. Buck là người đang cố gắng để lùi về, trong khi đó ISV Gaming không mất ai cả. Chính xác ơi, là một pha Excalibur trúng đến cả 5 thành viên đến từ Vitamin. Ngay khi ăn cho mình xong, đó là con rồng, thì đó là một cấp 4 đến từ Vitamin và nó bổ cho một phát cả đội hình của FTV tụt máu không phanh trong pha tranh vừa rồi. Đồng ý cái mưa liên thanh của Kiran, chiêu cuối ở Cafeini nó rất đẹp, nhưng với việc rằng Cafeini chưa có một món đồ lớn nào ở trong giai đoạn hiện tại thì những pha sát thương chí mạng đến từ Cafeini sẽ không đủ lớn để có thể tấn công ở bên phía của IGP Gaming. IGP Gaming thắng pha giao tranh vừa rồi với một pha xử lý tốt đến từ Vitamin. Và thiếu chút nữa thì người chơi đi rừng của họ là Ki đã lấy được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới dành cho IGP Gaming. Tuy nhiên thì Cafeini cũng đã ra kịp với sự hỗ trợ đến từ Crest trong tay của Jack. Bây giờ thì Crest mới có được cấp độ 4 và với việc là sẽ có thủy thần từ thời điểm này thì những tình huống giao tranh như vừa rồi IGP Gaming cũng nên cẩn thận. Ở trên này thì Babyface bị bắt lại bởi sát vực đến từ First Line và tới cùng mùng 5 tháng 7. Cân 2 đang là Babyface, tuy nhiên thì cũng không được quá lâu. Bayvet nằm lại rồi nhưng Ki cũng lên cùng Lạc Lạc và Vitamin, và một điểm hạ gục đổi lại mùng 5 tháng 7 là người phải trao đổi cùng với Bayvet trong tình huống mà đã mất rất nhiều thời gian mới hạ gục được Rossi. Đồng ý, Rossi đang rất trâu, anh ta kéo được hai mục tiêu xuống còn 50% máu. Ở đường dưới có thủy thần, đường trên thì ép góc đến từ Vitamin. Excalibur lần này thì không đẹp như lần trước nữa. Bấp cùng với Mudslide đang cố gắng dọn lính, Lạc Lạc sử dụng nội tại huyết xích và cái trụ đường trên này vẫn giữ được. Trong khi đó ở đường dưới thì score đã bị đẩy về. Trong khi đó thì Roxy của Babyface bây giờ mới bắt đầu di chuyển ra để đón tơn lính này và để cố gắng phòng ngự cho cái trụ đầu tiên khu vực đường dưới này không phải nằm xuống trước sự khó chịu đến từ Cafeini. Score không quyết định biến về nữa mà anh ta sẽ quay trở lại chơi cùng với Roxy. Trong khi đó thì Lạc Lạc Ki cùng Vitamin vẫn đang ở trên này, vẫn rất quyết tâm lấy trụ đầu tiên ở khu vực đường trên. Vitamin đẩy vào người của Mudslide. Ki đang có được góc bắn nhưng hết lính mất rồi, và cũng như cái trụ đường dưới thì cái trụ đầu tiên khu vực đường trên này cũng đã chỉ còn một xíu máu mà thôi. Tận dụng khoảng thời gian rất nhiều mà IGP Gaming bỏ phí ở khu vực đường trên thì FTV lấy được con rồng tiếp theo của ván đấu này. Không nên chơi theo bên phía của IGP Gaming. FTV cần phải chơi trận lại nhiều hơn trong trận đấu này. Họ cần phải nuôi cho Cafeini. Nếu như họ vẫn tiếp tục quấn theo những pha giao tranh thì chắc chắn IGP Gaming sẽ là người có lời hơn. Tiếp tục là đánh nhau. Và lần này Lạc Lạc sẽ có thể lui được không? Huyết xích hồi được máu. Lạc Lạc dùng chiêu cuối để có thể lui về và anh ta không phải nằm xuống sau pha bị bắt đến từ Omen của Mudslide. Tốc độ của ván đấu này đang diễn ra rất nhanh với những bước di chuyển liên tục đến từ cả hai đội. Babyface chúng ta vừa nhìn thấy anh ta ở khu vực dưới thì bây giờ lại đã có mặt ở khu vực đường trên rồi. Với ba vị tướng là đấu sĩ đi đường thì khả năng hoán đổi đường cho nhau đến từ ba thành viên này của IGP Gaming cũng đang là cực kỳ cơ động trong những phút giây này. Score vẫn đang là người khá thống khổ khi liên tục gặp phải sức ép đến từ Kiran cùng với Jack, nhưng Vitamin, Ki cùng Lạc Lạc xuống đây để giải tỏa sức ép này dành cho Score. FTV cũng có tới 4 người, thủy thần cũng đã được sử dụng đến từ Jack. Bây giờ sẽ là chiêu cuối đến từ Cafeini, tương đối nhiều sát thương nhưng chưa ai phải nằm xuống cả. Lính tạm thời hết nhưng nó cũng đang đẩy vào 3 con. Vẫn muốn tấn công vào trong trụ. Vẫn đang muốn tấn công, Kiran vẫn đang có được một vị trí bắn và trụ đầu tiên khu vực đường dưới đã dành cho bên phía của FTV. Sau đó họ lùi về một cách an toàn, trong khi đó thì IGP Gaming cũng không có cơ sở nào để có thể tiến lên và tấn công vào đối phương. Trước đó là một pha thủy thần tưởng chừng như là vô nghĩa nhưng thực ra nó đem lại rất nhiều ý nghĩa pha giành vừa rồi. Nó đẩy một người của IGP Gaming phải lùi về và giúp cho Kiran chỉ bị Vitamin tấn công mà thôi. Và hoàn toàn Kiran có thể quay ngược trở lại và trả sát thương. Đây là thời điểm mà Cafeini sẽ được bắn khi anh ta có cho mình là thánh kiếm và sắp tới sẽ là cái kiếm Furnier. Với lượng sát thương này sẽ đủ để giúp cho Cafeini có thể trả sát thương trong các pha giao tranh, như cái mưa liên thanh trong pha vừa chúng ta thấy. Nó kéo máu của cả IGP Gaming tụt xuống không phanh và họ sẽ phải lui về bỏ đi cái trụ đầu tiên của trận đấu này.
Ki ở thời điểm này cũng đã có hơn 4.000 tiền rồi, đang là người nhiều tiền nhất ở bên phía của IGP Gaming đúng với vai trò chủ lực mà Ki đang mang ở trong ván đấu này. Và thời điểm này cũng là một thời điểm mà Lindis tương đối khỏe khi có được những cái bụi và có được sự cơ động đến từ chất tướng. Bây giờ thì Lindis đang di chuyển xuống dưới để bắt vào Omen trong tay của Mustlight, băng vào tới từ Score. Mustlight đã phát hiện ra sự có mặt của Ki, mất đi nửa cây máu và có thể lùi về được. Tuy nhiên thì lính cũng đã hết và cũng thật khó để tấn công tiếp theo vào cái trụ này, nhưng con rồng được mở ra. Buck cũng đã có mặt ở đây cùng với Mustlight còn nửa cây máu. Jack di chuyển xuống với lượng nộ đầy đủ và có thể tung ra một tình huống thủy thần bất cứ lúc nào để làm choáng và ngăn cản đi cho đối phương ăn con rồng này, và anh ta đã làm như vậy. Con rồng sẽ quay trở lại hàng và nó sẽ không được ăn đi đến từ bên phía IGP Gaming chăng? Không, thực tế ra thì Ki vẫn có được con rồng, nhưng Vitamin đã phải đổi lại cái mạng của mình để cho những người đồng đội có được con rồng. Ở đường trên thì Cafeni cùng với đó là mùng 5 tháng 7 đã có được điểm hạ gục của Babyfest trong một tình huống băng ra đằng sau trụ cản lính và có luôn được điểm hạ gục của đối phương, lấy thêm luôn cả cái trụ đầu tiên khu vực đường trên này. Ở đường dưới thì đang là Score cùng với Ki. Ki có những cái bụi và bắn rất đau, không có thủy thần thì Crest thật dễ dàng dưới sức sát thương đến từ người chơi đi rừng bên phía IGP Gaming. Nhưng sau khi có được rất nhiều ở đường trên thì FTV tiếp tục có luôn cả con tà thần Seja này ở phút thứ 8 mà thôi. Hơi khổ thân anh Dũng khi giao tranh nó nổ lên khắp mọi nơi, nó liên tiếp từ đường dưới lên đường giữa và lên đường trên và quay ngược lại. Đó là con tà thần Seja dành cho bên phía của FTV khi họ đã câu rời đủ lâu ở khu vực đường dưới. Một pha giao tranh mà Excalibur đã giúp cho cái cú trừng trị của Ki nó vừa đủ sát thương để có thể ăn được. Và tính ra pha tranh vừa rồi tôi nghĩ là huề dành cho cả hai bên, không có sự tranh lệch nào quá lớn cả. Một bên thì đổi được trụ ở đường trên này, ăn được một mạng này, một bên thắng pha tranh đường dưới này. Nhưng con tà thần sẽ ra tạm thời thuộc về bên phía của FTV. Nếu như FTV căn được đường đủ đẹp, họ có thể đẩy được một đường. Jack đang gặp nguy hiểm, nhưng có lẽ kế hoạch đó của họ không thành công với việc mất đi Jack này rồi. Một tình huống rình rập rất tốt đến từ IGP Gaming và khiến cho bên phía của FTV mất đi một người. Mùng 5 tháng 7 cùng Buck đang là những người ở đây phòng ngự và họ phòng ngự rất tốt. Ki đang có mặt trong bụi này, đang muốn bắt vào Kiran, tiến ra nhưng đã bị phát hiện bởi các thành viên bên phía FTV rồi. Nhưng chúng ta thấy được sự cơ động của Lindis thời điểm này là tốt đến như thế nào, với tốc độ được gia tăng thông qua những cái bụi. Lính được đẩy lên và ở cái trụ thứ hai khu vực đường dưới. Trong khi đó thì ở khu vực đường trên thì Omen đang đẩy rất cao và anh ta cũng phát hiện ra là có khá nhiều thành viên của IGP Gaming mất tích trên bản đồ và lùi về. Nhưng lùi về có kịp không khi mà Ki cũng đang tới rồi, vẫn đang chạy được, bị làm chậm đến từ bùa đỏ. Nhưng Mustlight vẫn về được với cái sát niệm của mình. Và tôi nghĩ rằng Kiran lên một món đồ chí hơn. Nhưng trước tiên là pha tranh này, Buck sẽ không lui được, đoạt mệnh xích xịt. Tuy nhiên thì Buck vẫn phải nằm xuống. Mustlight đang bắt được Ki ở phía trên. Vitamin hạ gục được Buck trong pha trước. Ở dưới này thì Vitamin cũng rất thất máu rồi. Ki đang chuẩn bị quay trở lại, thủy thần được hai người. Kiran và Ki là người bị bắn gục. IGP Gaming đã mất ba người rồi. Score đang cố gắng bỏ chạy, còn Babyfest thì chắc chắn là không chạy được. Thêm một tình huống quét rơi nữa đến từ bên phía của FTV khi họ chỉ mất một mình Buck mà thôi. Đây là một sức mạnh của Cafeni. Khi có bùa đỏ, bạn sẽ liên tục bị làm chậm và bị đốt ở trong những pha bắn liên tục thẳng vào mặt. Mỗi một viên đạn của Kiran nó sẽ tính một lần nội tại ở cái bùa đỏ đó. Nó làm chậm cho Ki không sống sót được. Và chúng ta thấy một pha hồi máu như điên như dại của Kiran. Anh ta tụt máu nhưng với 90% khả năng hồi máu và cú liên đại bác liên thanh của Cafeni. Hãy nhìn đây, Score không thể nào sống được sau cú chí mạng tối tù, cú đại bác của Kiran nữa. Những pha chí mạng sau này khi có đại bác, khi có sông đao bão táp trên đầu của Cafeni. Cafeni đã vào giai đoạn lết và chắc chắn những pha bắn trong những pha giao tranh hổ lố như vậy, Cafeni sẽ có lợi hơn rất nhiều so với cả Lindis. Nhưng vừa rồi cũng là một nỗ lực tốt đến từ Score để giúp cho IGP Gaming không bị mất đi đường lính siêu cấp đầu tiên. Và nó cũng hạ gục được người chơi trợ thủ ở bên phía đối phương là Jack với vị tướng là Crest. Tiếp tục là một pha rình rập ở trong bụi này và Buck nằm xuống quá nhanh thêm một lần nữa. Mustlight thì có thể về được với một lượng máu đầy. Nhưng quan trọng đến từ FTV bây giờ vẫn sẽ là Kiran với vị tướng Cafeni này, đang có một KDA rất đẹp là 512 cùng 9.000 tiền ở thời điểm này, nhiều hơn Lindis ở phía bên kia khoảng gần 1.000 tiền ở phút thứ 11 này. 1.000 tiền. Nhưng sau khi ăn đi con rồng bạo chúa này thì nó sẽ không còn quá nhiều nữa. Không nên mạo hiểm khi Jack chưa có chiêu cuối nha. Jack vẫn đang rình rập ở đây tiến ra nhưng vẫn chưa đầy đủ lượng nộ. Và phải bắn đi cái chiêu cuối đến từ Kiran để giúp cho những người đồng đội của mình dọn dẹp lính một cách tốt nhất. Khi bên phía đối phương có cho mình đó là nội tại của con rồng bạo chúa đó thì nên dùng chiêu cuối dẹp lính nhiều hơn thay vì các pha giao tranh. Buck không nên lao lên, anh ta có thể phải nằm xuống bỏ trụ thứ hai ở phía bên ngoài làm cách khôn ngoan. Đang đẩy lẻ đến từ Mustlight.
Trong khi đó thì ở đây IGP Gaming cũng có 4 người. Score đang là người ngăn chặn Mudslide ở khu vực đường trên. Nhưng mùng 5 tháng 7 đang cố gắng đến cùng với người đồng đội của mình đang ở trong phần rừng của bên phía IGP Gaming. Đang tiến ra đây rồi. Score lượng máu này cũng không phải là quá nhiều, nhưng anh ta có giáp hộ mệnh, phải mất đi tốc biến đến từ Score. Bây giờ thì IGP Gaming trở về nhà, có truy đuổi với các thành viên bên phía FTV hay không? Có lẽ là không, khi mà cũng có một tên lính rất lớn được đẩy vào khu vực đường giữa. Và thiếu chút nữa thì IGP Gaming mất đi đường lính siêu cấp đầu tiên. Nhưng FTV có một cách đẩy lính rất khéo, đó là việc Mudslide để lẻ khu vực đường trên. Đó là 5 tháng 7 không về nhà mà anh ta vươn vòng ra đằng sau, chặn đợt lính ở khu vực đường giữa. Và sau khi đợt lính đường dưới nó đẩy lên thì hoàn toàn hai đợt lính khác sẽ bị vô hiệu hóa. Và IGP Gaming sẽ mất đi cái thế đẩy vốn có sau khi họ vào băng vào trụ của bên phía của đối phương. Và tạm thời FTV đang ép góc lại và bắt đầu Baby Fett đây. Baby Fett có về được hay không? Không, không về được rồi, chắc chắn là thật khó. Không, Baby Fett về được. Về được đến từ Baby Fett và những người đồng đội của anh ta tới rồi. Có lẽ là nỗ lực của Baby Fett vẫn là chưa đủ chăng? Kiran vẫn đang được bắn, mặc dù lượng máu của anh ta cũng rất thấp, nhưng Mudslide cũng phải nằm lại rồi. Trong khi đó ở đường dưới thì đang đẩy đến từ Richter và sẽ có đường lính siêu cấp đầu tiên dành cho IGP Gaming. Mặc dù Baby Fett không về nhà được, nhưng tình huống ê, của anh ta đến cho IGP Gaming này, cẩn thận thua ngược này. Jack sẽ phải nằm xuống ở dưới này. Score thì chưa lấy luôn được ván thắng này, nhưng ở trên bản đồ thì FTV chỉ còn lại một mình Kiran mà thôi. Trong khi đó thì IGP Gaming còn đầy đủ cả 4 người và Baby Fett cũng sắp ra rồi. Sẽ có đường lính siêu cấp thứ hai ở khu vực đường trên. Và một mình Kiran có phòng thủ được trong pha này không? Đẩy vào đến từ Vitamin thì ép tung Excalibur và chiến thắng dành cho IGP Gaming. Rất bất ngờ. Đây là một pha sai lầm đến từ bên phía của FTV. Một pha giao tranh mà Caffeine bị kéo máu tụt không phanh. Và khi dồn quá nhiều thứ vào Baby Fett thì FTV đã sai khi dấn sâu. Và họ đã để mất đi trận thắng ngay trước mặt của mình khi họ đang vừa mới thắng bên phía của đối phương. Và như là IGP Gaming, tôi nghĩ là IGP Gaming họ vẫn sẽ tiếp tục cấm đi Darcy mà thôi. Ở trong lượt cấm thứ hai, khi mà rõ ràng là FTV rất yêu thích con bài này. Thế thì sẽ là Hayate dành cho FTV. IGP Gaming, tôi nghĩ là họ không, họ để luôn Darcy dành cho đối phương. Và họ lại tiếp tục cấm đi Timmy, đang rất thích cấm Timmy đến từ bên phía của IGP Gaming. Và FTV đương nhiên rồi, hở ra Darcy thì họ sẽ lấy mà thôi. Không có gì quá bất ngờ với lượt lựa chọn này dành cho mùng 5 tháng 7 cả. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là IGP Gaming sẽ chọn gì đây? Họ không còn Richter, không còn Vered, cũng không hết còn IAT. Hết sạch rồi. À họ còn Elsu. Elsu tôi cũng chưa thấy Elsu được chơi hay lắm trong đội hình của IGP Gaming. Baby Fett hôm nọ đánh thì cũng chưa đến mức là mắc binh, nhưng mà cũng có hiệu quả. Nhưng mà nói chung là hiệu quả hay không thì chúng ta, nếu họ lấy trong ván đấu này thì chúng ta sẽ kiểm chứng được. Bởi vì rõ ràng là trong một cuộc đối đầu với TTN thì hiệu quả hay không thì nó cũng khó nói. Bây giờ sẽ khó cho IGP Gaming này. Bây giờ tôi đang thấy là họ đang chưa biết chọn gì trong cái tơn cấm này này. Tôi thì tôi đoán là sẽ có Elsu thôi, vì bởi vì dẫu sao đây cũng là quân bài mạnh nhất rồi. Liliana và Vioma. Như vậy là à, mà cũng chưa cần vội vàng bởi vì Elsu thì FTV cũng lấy rồi. Họ đang muốn khóa tay của Buck lại. Họ đang muốn khóa tay của Buck lại. Buck không còn Elsu nữa, Buck không còn Tulen nữa. Và khi Liliana được chọn đến từ Lạc Lạc thì Buck sẽ cần đau đầu nhiều hơn trong trận đấu này để tìm ra một con bài ở khu vực đứng giữa. Còn Ryoma này thì chắc là Ryoma đi rừng. Chắc là Ryoma đi rừng nhiều hơn so với cả Ryoma đi đường. Tôi cũng nghĩ là Ryoma này sẽ là Ryoma đi rừng. Và nói về việc khóa tay của Buck thì Lạc Lạc cũng chơi rất hay Liliana. Nên lựa chọn này đúng là một lựa chọn rất tốt của IGP Gaming ở trong lựa chọn đầu tiên của họ trong ván đấu thứ 3 này. Còn bây giờ FTV có được tướng tủ cho mùng 5 tháng 7 rồi. Câu chuyện tiếp theo sẽ là sau đây. Họ còn đó theo Anas, họ còn đó là Hayate. Nên chọn Hayate lựa chọn này luôn. Bởi vì nếu không thì IGP Gaming sẽ cập. Và đó là Richter cùng với cả Lumber. Như vậy là không lấy xạ thủ luôn mà lại lấy Lumber trước. Cũng tôi cũng chưa hiểu lắm được ý đồ của FTV với những phần cấm và chọn này. Họ đang muốn ép vào trợ thủ một lần nữa. Và nếu như việc cấm đi Hayate thì FTV sẽ ép được cho IGP mình mất đi thêm một lượt cấm vô nghĩa vào đội hình của FTV. Đó, bây giờ họ cấm vào Hayate.
Pháp TV đủ hiểu rằng nếu như không chọn vào Hayate thì tên cấm này họ sẽ mất nó, nên họ quyết định chọn trước vào Lumber cùng với cả Richter. Và bây giờ họ có thể cấm thẳng vào vị trí trợ thủ của bên phía IGP Gaming thì cũng sẽ là một sự lựa chọn tương đối hay. Nhưng mà tôi cũng hơi khó hiểu một chút khi mà những quân bài như Hayate, những quân bài như Elsu, hai đội lại không lấy ở trong phần lựa chọn đầu tiên, và để đến bây giờ thì nhiều khả năng là nó sẽ bị cấm đi mà thôi. Đấy, bây giờ cấm đi trợ thủ thôi. Thực ra Pháp TV có ý đồ rất rõ ràng, tôi đang thấy ý đồ của họ rất là rõ ràng. Họ đang không muốn chơi Hayate trong trận đấu này. Họ không hề muốn chơi Hayate trong trận đấu này khi bản thân IGP Gaming có cả Ryoma cùng với cả Quillen nữa. Nó có thể hạ cùng Hayate rất nhanh chóng với những bộ combo của mình. Có vẻ tôi đang nghĩ là nhiều hơn là Pháp TV đang muốn lừa cho IGP Gaming cấm vào con bài Hayate ấy. Và bây giờ họ tiếp tục họ cấm vào theo Anas khi họ nhìn thấy Pháp TV có cho mình là Lumber. Nhưng chưa chắc trận đấu này Pháp TV đã chơi cho mình đó là xạ thủ cơ. Đúng là như vậy, bởi vì họ có Darcy rồi. Darcy cũng là một công cụ phá trụ rất nhanh và cũng có thể là một nguồn sát thương chủ lực ở trong giai đoạn sau để hy vọng dành cho Pháp TV. Đặc biệt nó nằm trong tay của một người rất thích chơi Darcy là 5 tháng 7. Cấm đi hai quân bài rất cục xúc là Bandung cùng với Malok đến từ Pháp TV. Còn IGP Gaming thì cấm đi hai xạ thủ mà mạnh nhất ở thời điểm hiện tại còn lại dành cho Pháp TV rồi. Cấm đi hai con bài mọc sừng. Và đây là Chona. Có vẻ như sau cái thời điểm mà khi mà chúng ta thấy Chona đem ra để khắc chế được vào Darcy khi mà nó giải được đi cái chiêu cuối, thì rất nhiều đội tuyển đã sử dụng nó. Và giống trận đấu của ngày hôm trước vậy, đó là trận đấu mà bên phía Adonis đã bị ép chơi Chona ở đường giữa. Và chú voi con được bản đôn đó thực sự đã quá khổ. Nhưng lần này thì đây sẽ là Chona ở vị trí trợ thủ thực thụ vì đã có Liliana rồi. Đó là một bẫy cấm chọn rất hay đến từ team Flash mà Adonis không ngờ được. Còn ngày hôm nay thì lựa chọn Chona này là một lựa chọn nằm trong ý đồ của IGP Gaming chứ không phải là một lựa chọn theo tình thế. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì nếu như họ lựa chọn theo tình thế thì họ đã lấy ngay Chona sau khi mà đối phương đã có Darcy ngay lựa chọn đầu tiên rồi. Hai quân bài cuối cùng, Lindis cùng với Rossi, hai quân bài đã đem về chiến thắng cho IGP Gaming ở ván đấu trước, được đem lại ba con bài. Lindis, Rossi và Richter. Ok. Lần này thì trợ thủ của họ được thay thế bằng con bài Lumber và đường giữa sẽ là Darcy. Thực ra thì tôi cũng không thích Darcy ở đường giữa nhiều hơn là vị trí đi rừng, bởi vì đi rừng bạn được thêm một món đồ gia tăng vào đòn bắn tay khi mà ở cái dạng du hành thứ nguyên nữa. Một món đồ rừng này, thêm một cái kiếm này, thêm một cái trợ bùng nổ này. Đó sẽ là một lượng sát thương nổ gọi là dồn rất là mạnh khi mà Darcy ở vị trí đi rừng. Nhưng đổi lại thì lần này thì Darcy đi đường giữa, tôi thì chưa nhìn thấy Buck chơi Darcy bao giờ, nên cũng không biết rằng Buck có chơi được con bài Darcy này đủ hay hay không. Hoặc là Phát TV chơi một cách quái thai hơn, rằng là họ sẽ để Darcy đi rừng nhưng lại để Lindis đi đường. Cách đó tôi nghĩ là nó còn kém hiệu quả hơn so với cách là để Darcy đi đường giữa và để Lindis đi rừng. Chúng ta hãy chờ đợi xem là quyết định đến từ Phát TV sẽ là như thế nào. Còn IGP Gaming thì họ sẽ chơi một đội hình không có xạ thủ với lựa chọn cuối cùng là Senel trong đội hình của mình. Với khả năng đi đường đến từ Senel, như vậy thì Ryoma cùng Senel sẽ là hai vị tướng đi đường. Quillen sẽ nằm trong tay của Ki ở trong ván đấu này. Cả Quillen và cả Lindis đều đang là những vị tướng đem lại chiến thắng dành cho hai đội ở trong kèo thi đấu này, và nó sẽ cùng nhau xuất hiện trong ván đấu quyết định. Và như vậy là Buck sẽ chơi Darcy khu vực giữa và để mùng 5 tháng 7 chơi Lindis trong khu vực rừng. Có lẽ đây cũng sẽ là lựa chọn tối ưu hơn so với việc là để Lindis đi đường. Và đội hình đồng ý, tôi nghĩ ra thêm cách dị thôi, thì tùy vào sự lựa chọn của Phát TV thôi. Quay trở lại đội hình của IGP Gaming thì đang có một vấn đề rằng là họ có khả năng gọi là giải hiệu ứng cùng với việc là cộng miễn thương rất là nhiều từ cả Senel cùng với cả Chona nữa. Thì đâu đấy cái đội hình của bên phía Phát TV nó khá giống trong ván đấu thứ hai của IGP Gaming, thì quyết định cách khắc chế lại cái đội hình đó là họ chọn thêm những con bài có khả năng thủ câu kéo thời gian nhiều hơn đến từ Chona, đến từ cả Senel nữa. Nó sẽ tạo thời gian nhiều hơn cho Liliana cùng với cả Ryoma. Nhưng đổi ngược lại thì đội hình này có một điểm trừ cực kỳ lớn là lượng sát thương về lết của họ rất bé, không hề lớn một chút nào cả, vì họ không có xạ thủ chủ lực, họ chỉ có Liliana đi đường giữa mà thôi. Và sát thương của họ cũng sẽ cần phải trông chờ vào những tình huống hóc lốp đến từ Quillen trong tay của Ki nữa. Ki cũng đã có được một điểm MVP với Quillen ở trong vòng thi đấu trước, và chúng ta chờ xem là đến vòng này thì anh ta còn làm được điều đó nữa hay không. Đội hình rất cục mịch khi hai cái cấp cứu trên đầu của Score và Vitamin.
họ đang muốn chơi theo kiểu giao tranh xong hồi lại máu, đáp xuống bằng hai cái cấp cứu và sau đó họ lại đầy máu và quay ngược trở lại trả sát thương cho bên phía của FTV. Lạc Lạc đang di chuyển xuống khu vực đường dưới, để lại khu vực đường giữa này dành cho Babyface đối đầu cùng với Dashi trong tay của Buck. Vừa rồi thì Babyface có một tình huống né lập phương tướng nguyên khá mượt đến từ vị tướng Ryoma, cũng đã có được cấp độ 2 rồi, nhưng đang tỏ ra rất khó chịu đến những từ những tình huống cấu máu của Dashi trong tay của anh chàng Buck này. Đổi đường như thế này cũng không có lợi quá nhiều, vì dù sao Richter với cái kèo Liliana này sẽ hơn, vì hai lần hất tung cấu máu được. Đường giữa thì cấu máu cũng tốt đến từ Buck, có thể tạo ra được gọi là khả năng hơn kèo so với cả Ryoma. Đổi đường như thế này thì ICV mình không hề có lợi một tí nào cả. Đổi ngược lại thì FTV sẽ có lợi nhiều hơn, khi họ sẽ chủ động băng vào rừng của đối phương để có thể cướp vào con khỉ, thậm chí là câu giờ của Ki. Câu giờ của Ki, và Ki bây giờ cũng còn cần hai bãi quái rừng nữa thì mới hoàn thành xong vòng rừng đầu tiên của mình. Trong khi đó thì mùng 5 tháng 7 đã xong rồi và anh ta đã có được cấp độ 4, đang di chuyển ra khu vực đường giữa này, đang muốn tấn công thẳng vào rừng con bùa xanh của bên phía đối phương và đang chờ đợi ở trong cái bụi này. Có lẽ là Ki cũng sẽ di chuyển sang đây ngay tại thời điểm sắp tới mà thôi. Nhưng Vitamin là người đi vào trước và anh ta sẽ bị hất lên bởi Jack và đang bị bắn liên tục bởi mùng 5 tháng 7. Ki tới và Vitamin với khả năng giải hiệu ứng không chế đến từ chiêu đầu tiên của mình thì đã có thể về được tới nhà. May là cú cấp cứu của anh ta vừa đủ để giúp cho Châu Na có thể lui được về nhà, chứ không đó là một pha bị nằm xuống rồi. Lượng sát thương trong bụi nó cũng chưa đủ lớn để có thể sốc sát thương được vào Châu Na. Có cướp được con rơi quỷ hay không? Mudslide lần này không giống Babyface trong ván đấu trước, anh ta không cầm chừng trị mà anh ta cầm tăng tốc. Như vậy thì có lẽ là cũng không dễ để có thể cướp được con rơi quỷ trong tình huống vừa rồi. Ma trận thứ nguyên được đặt ra, Vitamin lạc, giải lạc, được lạc, lạc. Chế băng vào rất dũng mãnh đến từ Kiran, nhưng có sứ mệnh cứu thế được sử dụng ở dưới này thì Buck đang là người thấp máu. Mùng 5 tháng 7 đang lùi về trong bụi, chiến công đầu dành cho Lạc Lạc. Mùng 5 tháng 7 bị truy đuổi bởi các thành viên bên phía IGP Gaming và hai điểm hạ gục dành cho bên phía IGP Gaming. Jack đang bị kẹt lại trong này, nhưng IGP không muốn tấn công vào trợ thủ của đối phương. Họ muốn cướp bùa đỏ, họ muốn đẩy lính ở khu vực đường giữa và họ đã có rất nhiều sau pha giao tranh vừa rồi. Có vẻ như Buck chơi Dashi không hề hay. Anh ta chơi Dashi không hề ảo diệu so với cả 5 tháng 7. Một pha Buck bị bắt lại và chiều cuối không có quá trời tác dụng ở đây. Kiran băng lên thì Kiran sai rồi, anh ta sẽ phải nằm xuống. 3 điểm hạng mục đầu tiên dành cho IGP Gaming. Mặc dù lấy được con rồng, nhưng FTV sẽ mất đi cả cái trụ đầu tiên để hay chẳng. Không, rách với long trời lở đất thì cũng đã giúp cho việc phòng ngự trở nên tốt hơn và vẫn giữ được một nửa cây máu của cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới. Trong khi đó thì lính đẩy vào khu vực đường giữa và Châu Na cùng với Ryoma sẽ phải ra đó để giải quyết đi tơn lính này. Score chỉ có một con lính được đẩy lên ở đây và anh ta cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng mùng 5 tháng 7 thì vừa cướp được một con quái rừng đến từ vị trí của Ki. Rất nhiều khó khăn và Babyface lao lên, anh ta làm cái gì này? Babyface vẫn có thể quay trở về được, nhưng đó là một tình huống mà anh ta sai, rõ ràng là như vậy rồi. Ma trận thứ nguyên đã trúng, nhưng thật may là có Châu Na đứng ngay bên cạnh anh ta và vực hỗn loạn đã giải quyết được mớ hỗn loạn của Babyface trong tình huống đó. Đồng ý, may mắn là có Vitamin ở đó, anh ta đã giải đi cái cú kéo về của Dashi với chiêu cuối. Và có vẻ như với Châu Na này thì Buck hoàn toàn không có áp lực lớn trong trận đấu này. Long trời lở đất, bùa xanh chưa biết là nó được cướp hay được giữ, nhưng đang đánh nhau rất to ở đây. Kiran một lần nữa bị kẹt lại, Vitamin thấp máu nhưng về được. Kiran có lẽ là không, thêm một điểm hạ gục nữa dành cho bên phía của Lạc Lạc. Mùng 5 tháng 7 đang cố gắng để lùi về, trong khi đó thì Ki vừa tàng hình và đang tiến lên nấp trong cái bụi này đến từ vị trí của Mudslide với Roshi. Vitamin thấp máu và hãy coi chừng tình huống du hành thứ nguyên đến từ Buck. Bùa xanh trong tình huống vừa rồi thì nó được cướp bởi mùng 5 tháng 7, nhưng cái giá phải trả là một điểm hạ gục nữa dành cho chưa bên phía của Lạc Lạc. Chưa chắc đã ăn được rồng này. Ki còn đang ở đây, anh ta vòng ra đằng sau. Rồng được kéo ra và bây giờ quyền chủ động lại thuộc về Ki và những người đồng đội của mình. Tranh chấp vào mùng 5 tháng 7 là người giành chiến thắng ma trận thứ nguyên. Rất nhiều sát thương được dồn vào Babyface và lần này khi không có vực hỗn loạn thì Babyface không thể giải được mớ hỗn loạn của mình mắc phải cùng cái ma trận thứ nguyên. Một điểm hạ gục đầu tiên dành cho FTV. Và phải nói rằng đội hình giao tranh này của ICP Gaming rất khó chịu với việc xen nhau đáp xuống hồi máu. Có hai cái cấp cứu từ Vitamin và Score như chúng ta thấy trong giao tranh con bùa xanh, khi mà ICP Gaming chỉ còn khoảng tầm 3 mạch máu với từ Ki, và đó là một lượng máu quá lớn để có thể hồi giúp cho Ki có thể sống sót, kéo con bùa đỏ ra ngoài, nhưng không thể cướp nó khi cú trừng trị đã sẵn trên tay đến từ Ki.
Mặc dù thua thiệt hơn về điểm ạ gục, nhưng FTV lại đang có lợi thế về lượng tiền với hai con rồng có được cùng một người chơi đi rừng cơ động với cấp độ 9, hơn 2 cấp độ so với kỳ ở bên phía bên kia. Và thế trận ở thời điểm hiện tại thì FTV cũng không phải là đội thua thiệt so với IGP Gaming. Ở đây thì Babyfest đang di chuyển xuống, có vẻ như Kiran chưa phát hiện ra, nhưng Babyfest cũng không phát hiện được vị trí của Kiran trong tình huống này. Long trời lở đất để bắt bài, nhưng đó là một tình huống bắt bài không thành đến từ Jack. Bắt bài hơi quá và bây giờ là bị ép này. Vitamin tiến xuống, Babyfest không thể sử dụng nhất kích tất sát được vào người của Kiran. Mùng 5 tháng 7 đang là mục tiêu cho tình huống ép này của IGP Gaming, nhưng có lẽ là họ sẽ phải lùi về thôi khi mà Buck đang đẩy lên, lấy đi được một nửa cây máu của cái trụ đường giữa đầu tiên này. Không quá nhiều, không quá nhiều lượng sát thương được tạo ra. Buck bây giờ anh ta còn chưa có nổi cho mình đó là cái triệu bùng nổ nữa, thì lượng sát thương đến từ Darcy bây giờ vẫn là một con số ít ỏi mà thôi. Nó chưa tạo được một áp lực lớn để có thể hạ gục bất cứ được ai từ bên phía của IGP Gaming cả. Trong khi đó thì liên tục là những pha dùng tăng tốc đến từ Mudslide, nhưng anh ta đã sai rồi. Anh ta kéo trượt. Anh ta kéo trượt và tình huống di chuyển khá táo bạo đến từ Mudslide đã mất đi hiệu quả với tình huống kéo trượt đó. Băng ra rất dũng mạnh, tuy nhiên thì sử dụng chiêu lại trượt. Nó làm tôi liên tưởng đến chính tôi trong những trận đấu sử dụng Roshi ở trong những trận đấu xếp hạng vậy. Thực ra thì Roshi kéo cũng rất là khó, bởi vì cái tầm sử dụng chiêu thức nó rất là bé và nó còn ngắn nữa, nên là những pha kéo nó cần sự chuẩn xác. Và pha đó thực ra cũng là có một cú lách nhẹ đến từ Babyfest nên anh ta sống sót. Và con rồng thứ 3 của trận đấu này nó một lần nữa thuộc về bên phía của FTV. Kiểm soát rồng rất tốt đến từ mùng 5 tháng 7. Quay trở lại với câu chuyện của Roshi thì đúng là vừa bé lại vừa ngắn thì quả thật là khó. Nhưng Score đang bị tấn công trong khu vực hang con bùa đỏ này. Mùng 5 tháng 7 tiếp tục tấn công vào rừng của đối phương và tiếp tục một lần nữa cướp được con bùa. Babyfest đang thấp máu, Vitamin tới cùng với những người đồng đội của mình, nhưng có lấy được thêm một điểm hạ gục nào không? Người thấp máu nhất bên phía FTV là Jack, còn Babyfest băng lên có lẽ là sai rồi. Đúng là anh ta đã sai. Mùng 5 tháng 7 có điểm hạ gục nhưng anh ta không còn năng lượng nữa. Và khi lạc lạc tới thì đã có double tap băng vào đến từ Kiran, tấn công vào Vitamin, nhưng Vitamin còn cấp cứu. Kiran bật xong cho mình công thủ toàn diện thì có về được không, khi mà lạc lạc đang có bùa đỏ dưới chân và hat trick dành cho lạc lạc. Mudslide sẽ có thể là điểm hạ gục quát kin dành cho lạc lạc ở trong pha này. Có kiểu này là được quát ra kin này, nhường mà hạ gục cho lạc lạc nào. Nó đổ bùm và đó là Quadra Kill dành cho lạc lạc, một pha xử lý rất đẹp mắt khi Liliana lao ra với biến ảnh hóa hình và vũ điệu yêu hồ. Anh ta ép cấp được vào 5 tháng 7, anh ta tấn công vào Jack và đó là double tap, sau đó quay ngược trở lên và một pha sứ mệnh cứu tế hồi máu cho Vitamin, và chính xác là bị hớ dành cho FTV. Họ không làm gì được sau pha hồi máu đó khi mà họ đã tan đàn sẻ nghé, và đó là 5.200 tiền sau một pha giao tranh. Và đây là sức mạnh của Liliana về lết. 601 đến từ lạc lạc. Nói không quá thì lạc lạc đang gánh IGP Gaming ở trong ván đấu này, có được tổng cộng đóng góp vào 7 trên 8 điểm hạ gục mà IGP Gaming có. Vừa rồi là tình huống quát kín. Kỳ đang băng tới đằng sau. Mùng 5 tháng 7 bốc hơi và người có được điểm hạ gục là Vitamin. Bốc có một tình huống ma trận thứ nguyên khá đẹp nhưng không đủ sát thương đến từ Darcy ở thời điểm này. Kiran băng vào, Vitamin lần này sẽ phải nằm xuống, nhưng Kiran có về được không? Nổ rất đau đến từ lạc lạc. Nếu như đó được thêm một cú hồ quanh lại và hồ quang lực nữa thì đó sẽ là một điểm hạ gục dành cho bên phía của IGP Gaming. Ở khu vực đường trên thì Score đang bị tạo ra, đang bị áp lực quá nhiều đến từ Mudslide nên anh ta không thể xuống bằng chiêu cuối trong pha giao tranh vừa rồi. Cái trụ đường trên nó vẫn còn nguyên đó, nhưng đây đang là áp lực càng ngày càng lớn lên cho bên phía của FTV, khi mà lạc lạc đang xanh hơn rất nhiều so với cả Buck, khi mà Ki bây giờ chỉ cần một bộ combo có thể kéo 5 tháng 7 về mồ bất cứ lúc nào mà anh ta thích. Mùng 5 tháng 7 sau những bước di chuyển chủ động của mình thì lại đang có một cái KDA rất không đẹp, và đặc biệt là ở bên phía đối phương có hai người có thể khiến cho anh ta bốc hơi bất cứ lúc nào, đó là Liliana cùng với đó là Quillen. Ở đây thì mùng 5 tháng 7 lại quyết định kiểm soát con rồng này. Nhưng con rồng này sẽ dành về ai đây? Vitamin trước đó hạ gục mùng 5 tháng 7 thì con rồng nó chắc chắn sẽ thuộc về IGP Gaming rồi. Hai điểm hạ gục cùng con rồng là những gì mà Ki có được trong tình huống vừa rồi? Truy thần lực và vực hỗn loạn giải đi long trời lở đất. Mọi thứ mà bên phía FTV muốn làm ra đều bị con bài Châu Na này phá hoại một cách tuyệt đối luôn. Đây là một con bài khắc chế hoàn toàn vào đội hình combo tổng của FTV. Và bây giờ Mudslide chạy đi đâu đây? Không thể chạy được trước sự vòng vây đến từ cả 3 thành viên của IGP Gaming. Lạc lạc đang rất xanh, 603. Và sau con rồng vừa rồi, đó sẽ là tà thần Seja. Họ đang có cơ hội để chiến thắng trận đấu này rất cao. Vừa rồi thì Mudslide giữ được con bùa xanh dành cho bên phía FTV, tuy nhiên thì ngay sau đó anh ta đã phải nằm xuống và đưa bùa xanh vào trong người của người chơi Ryoma Babyfest. Lạc lạc đã có một bộ đồ có thể nói là cực khủng với 7.400 tiền ở thời điểm này.
anh ta gần như thành vương hậu rồi. Bây giờ vương miện này, cầm trượng này, có ngọc để đeo này, quá nhiều thứ, quá nhiều sức mạnh dành cho Liliana ở thời điểm hiện tại. Có lẽ với một bộ combo hồ quang đạn, hồ quang lực thôi, ở dạng người thôi, nó sẽ đủ khiến cho Buck vào 5 tháng 7 chỉ còn dưới 50% máu, chưa cần đến dạng cáo để có thể lao vào và áp sát mục tiêu. Đánh rất tốt Liliana đến từ Lạc Lạc thêm một lần nữa, thì anh ta đang chơi Liliana cực hay. Và đó là lý do vì sao mà ISV Gaming không cần tới xạ thủ. Mustlight đang cố gắng câu kèo và lần này thì anh ta câu được. Nhưng con rồng nó sẽ được thả ở đây và chắc chắn cái trụ này sẽ vỡ. Nhưng thả như vậy thì lại có lẽ nó cũng không được tận dụng một cách quá triệt để. Khi đây Buck cùng Jack đang có mặt ở đây rồi, và thậm chí nó còn chưa kịp lấy đi cái trụ thứ hai ở khu vực đường trên này. Hơi vội vàng. Giá như có một người ở lại hoặc là hai người ở lại để bảo vệ con rồng thì đâu đấy sẽ là một cái trụ. Nhưng họ thả con rồng để câu giờ xuống đây ăn con rồng bạo chúa này. Và Kira bị phát hiện, nhưng họ không thể nào ăn con rồng này nhanh được, bởi vì họ đang dính bùa hại khi họ ăn con thả thần xê ra. Đúng là họ đang có bùa hại, nhưng lượng máu của mất đi của Ki cũng sẽ được hồi nhanh thôi với bùa lợi của tà thần Caesar đang nằm ở dưới chân anh ta. Nhưng hãy để ý là cái trụ đầu tiên khu vực đứng giữa thì vẫn đang được FTV giữ từ đầu trận đấu đến đánh giờ. Đánh luôn này. Score băng vào, Babyfest băng vào, nhưng long trời lở đất là đẹp. Ma trận thứ nguyên lần này nó cũng kéo lại Babyfest trở về được. Sứ mệnh cứu thế được sử dụng. Và ở đây thì mùng 5 tháng 7 vẫn chưa bị đụng vào người. Anh ta đang bắn liên tục nhưng score cứng cáp quá. Ki cũng chưa băng vào được và chưa bên nào mất người trong tình huống giao tranh vừa rồi cả. Đang thấy một đội hình siêu hồi máu và mạng thân thánh dành cho Lạc Lạc. Một cú nổ thẳng vào đầu của Buck, vào Buck á hự luôn, anh ta không làm gì được cả. Quay trở lại vấn đề tôi đang nói, đây là một đội hình siêu siêu hồi máu. Chona với hai lập với chiêu cuối giải hiệu ứng, một lần hồi máu score, hai lần cấp cứu, và lượng máu của IGP Gaming hồi lại hoàn toàn, chưa kể khả năng hồi phục đến từ Ki nữa. Ki bị knock down đến từ Kiran và con rồng bão chúa vẫn đang còn ở đây. Một tình huống tỏa sáng đến từ Kiran khi mà anh ta có được double kill, cùng đó là con rồng bão chúa lạc lạc bị chấm dứt mất rồi, chỉ còn lại một mình Vitamin ở đây mà thôi. Và đó là một tình huống mà IGP Gaming bị quét dơ khi mà họ không có cái sứ mệnh cứu thế đến từ score và cũng không có mặt score ở trong khu vực này. Một quyết định quá vội vàng. Tại sao lại phải là con rồng bạo chúa đó ở thời điểm này, khi mà họ đang có quá nhiều lợi thế rồi, để mất đi rất nhiều người, mất con rồng bạo chúa, và bây giờ ván đấu lại một lần nữa đổi chiều, và những người có lợi lại là FTV. Đồng ý. Có vẻ như tôi khen hơi lâu, và đó là một pha bất ngờ khi mặt double tap dành cho Richter của Kiran. Và anh ta lên thẳng kiếm Furnier luôn để tăng một lượng sát thương vượt trội hơn để có thể hạ gục vào mục tiêu. Và sau pha vừa rồi thì gần như pha tranh chiến thắng của IGP không còn là áp lực dành cho FTV nữa. Score sẽ bị bắt lại trong pha này. Anh ta hơi sai khi lên cao như thế này. Bị dính ma trận thứ nguyên và không còn đường về nhà đến từ Score. Một tình huống có thể nói là quét sạch không chính thức khi Score nằm lại. Thì bốn người đồng đội của anh ta cũng ra, nhưng ở dưới thì Mustlight cũng đang bị bắt. Nhưng Mustlight có tốc hành và anh ta về được, không trúng linh đạn đến từ Lạc Lạc. Nhưng quay trở lại với năm thành viên bên phía FTV đang cố gắng kéo một người về đến từ Mustlight, chưa kéo được. Nhưng trước đó thì FTV có được cái trụ thứ hai ở khu vực đường trên này rồi. Lạc Lạc vẫn có khả năng phòng ngự cực kỳ tốt, nên FTV cũng cần cẩn trọng lại. Họ cũng không nên mắc phải chính cái sai lầm mà đối thủ của họ mắc ở trong ván đấu này. Đó là sự vội vàng. Babyfest đang đứng ở đây. Jack sử dụng long trời lở đất, nhưng nó cũng chỉ giúp cho FTV có được thêm một cái trụ nữa mà thôi, chứ không thể lấy rất thêm được mạng nào của rất IGP Gaming bất cả. Bất ngờ khi mà FTV họ lấy lại được hoàn toàn hai đường lính của bên phía IGP Gaming chỉ sau một pha lỗi nhỏ của IGP Gaming. Và đây sẽ là thế FTV lật được lại thế cờ này. Đồng ý Buck chơi Darcy không phải là quá hay, nhưng khi Darcy full đồ chơi rất dễ. Bật du hành thứ nguyên lên một chỉ thôi là một lượng sát thương máu cực kỳ lớn của bên phía đối phương mất đi rồi. Biểu đồ về lượng tiền chúng ta có thể thấy là liên tục đảo chiều, và đã có những thời điểm mà bên đỏ hơn rất nhiều tiền, nhưng đây không phải là một thời điểm như vậy. Cùng 5 tháng 7 đã có điểm hạ gục bá đạo. Liên tục là những tình huống di chuyển và đứng rất hớ hênh đến từ các thành viên bên phía IGP Gaming. Vẫn là đường trên, lần trước thì là Score, lần này thì là Babyfest. Kiran đang nấp ở trong đây và anh ta đang hạ gục Ki một cách quá nhanh. Bốc hơi đến từ Ki và Kiran tiếp tục tỏa sáng với quân bài Richter này. Điểm hạ gục thứ tư mà Kiran có được, băng vào tới từ Jack. Bây giờ Lạc Lạc, Vitamin và Score đang là những hy vọng cuối cùng của IGP Gaming ở trong ván đấu này, ở trong trận đấu này. Tiến vào rất dũng mãnh, đang bắn liên tục đến từ mùng 5 tháng 7. Không ai động vào người của mùng 5 tháng 7 cả. Có được đường lính siêu cấp đầu tiên, Vitamin sẽ không phải nằm lại trong pha này. Nhưng đó cũng đã là thành công đến từ FTV rồi. Đó là sức mạnh của một Richter lên full sát thương, thương xuyên phá, phức hợp kiếm, kiếm Furnia. Và anh ta hất đúng hai lần, thực ra là một lần rưỡi thôi. Là Lạc Lạc đã đi e rồi. Anh ta nằm xuống trong một sự ngỡ ngàng. Và đó là pha tranh tấn công
thẳng vào đường giữa của bên phía đối phương. Và bây giờ con thần Caesar sẽ thuộc về cho FTV. Tà thần Caesar thuộc về cho FTV và họ cũng có thể lùi về được một cách nhẹ nhàng khi mà ICP Gaming. Thời điểm này thì họ đã thua so với đối phương khoảng 6.000 tiền rồi, một khoảng cách tương đối lớn khi mà các thành viên chủ lực bên phía FTV cũng gần như là đã full đồ cả rồi. Đây sẽ là thời điểm hai bên full đồ đánh nhau. Tôi thấy thì score cũng gần full đồ rồi. Tôi thấy 5 tháng 7 đã full đồ, đã có cầu băng xương dành cho Buck. Buck bây giờ có thể rất thoải mái lao vào trong các pha giao tranh, kiểu giật chia thêm một cái sát thương từ chiều cuối nữa, sau đó bấm cầu băng xương và có thể lui ra với du hành thứ nguyên hoàn toàn ổn. Mudslide bây giờ đã rất cứng cáp sau khi anh ta lên thêm cho mình đó là cầu huân chương tròi nữa. Sẽ có huân chương tròi ở trong món đồ cuối cùng của Mudslide cũng phải thôi, khi mà sát thương chủ lực của bên phía ICP Gaming ở thời điểm tại đang là Lạc Lạc. Còn Kỳ anh ta đang là người có được một lượng tiền yếu nhất ở trong những thành viên quan trọng của bên phía ICP Gaming khi chỉ có được 9.000 tiền mà thôi. Ba món lớn thương xuyên phá phức hợp kiếm cùng với đó là cái thanh kiếm thậm chí đồ đi rừng, anh ta còn đang lên dở chứ cũng không hoàn thành luôn cả món đồ đi rừng. Con rồng đang nhổ liên tục băng vào trụ và sẽ có được siêu cấp thứ hai mà không cần băng trụ tới từ Pháp TV, khi một mình Mudslide ở khu vực đường giữa đẩy đệt lính lên cũng đã là đủ áp lực rồi. Đây đúng là đi một ly sai một dặm này, sai một ly đi một dặm này. Bài học của Pháp TV trong bàn đấu trước là trở thành chính bài học của trận đấu này của ICP Gaming. Sứ mệnh cứu thế được sử dụng, ICP Gaming đã có những nỗ lực cuối cùng của mình ở trong ván đấu này và họ không hạ gục được mà thậm chí là nằm lại lần lượt từng người một. Mùng 5 tháng 7 bị chấm dứt thật đấy, nhưng thế thì sao nào khi mà ICP Gaming bị quét sạch và họ cũng sẽ thua luôn trận đấu này. Một pha tranh có lẽ là được ăn cả ngã về không. Và khi ICP Gaming đã rất cố gắng dùng đủ mọi thứ để có thể ngăn cản, nhưng nó thực sự là quá khó. Khi ở thời điểm hiện tại đã có những cái giáp hồi sinh đầu tiên trên đầu của FTV, trong khi đó ICP Gaming lại chưa có những thứ đó. Và chưa kể áp lực lính ở trong nhà của họ nữa. Và dù họ có thắng pha giao tranh này, nhưng tôi nghĩ rằng cái nhà chính nó vẫn có thể nổ khi một người bỏ giao tranh và quay trở lại vào phá trụ, khi đợt lính đường giữa và đợt lính đường trên nó bị giải quyết một cách nhanh chóng. Và như đã nói, bài học của FTV trong trận đấu thứ hai nó trở thành chính bài học của ICP Gaming trong bàn đấu thứ ba này. FTV đã tận dụng tốt sai lầm của đối phương và giành chiến thắng, nhưng thật tiếc dành cho ICP Gaming. Từ tiếc của tôi dành cho họ không chỉ ở trong ván đấu này, không chỉ ở trong trận đấu này mà cho toàn bộ quá trình.